À thế anh, mình đến từ cộng đồng Thanh Nhiều, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Harmony Launcher. Dự án ngày hôm nay thì là một nền tảng có nghĩa là bán IDO. Thế tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó các bạn điền địa chỉ email vào. Địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên chất Connect hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó quay trở các page vào và vào nút Submit. Sẽ có một cái OTP gửi về cho chúng ta qua email. Thì anh em nó OTP code gửi về email có thể sau 10 phút anh em nhé, chúng ta chờ đợi. Các bạn có thể thấy là mình chờ khá lâu thì OTP code mới về anh em ạ. Đó, rất là lâu, chờ rất lâu OTP code mới về. Ta nhập OTP code vào và re. Ở nút Get Tickets. Các bạn tiến hành like và retweet là bài đăng này. Thế thì khi ta retweet thì các bạn chú ý là ta sẽ thêm username của nó vào. Đây, chúng ta mở vào cái trang này đi. Các bạn follow luôn cho mình cho nó dễ. Copy username. Chờ dài cổ ra thì cốt mới về. Mất cả cỡ 20 phút đồng hồ đấy anh em ạ. Lúc này chúng ta có thể ấn vào phần view. Trong phần này thì ta copy phần link này. Paste phần link vào đây, điền username. Điền username của kênh Twitter của ta nhé. Username của bạn có thể lấy ở góc phía dưới này. Ngay từ tên ta có phần username, ta nút follow đi. Ok, phần retweet chúng ta đã hoàn thành, giờ đến follow đúng không ạ? Follow thì mình đã follow rồi. Đến username là xong thôi. Đã nút vào đi. Ngang nhỉ? Xong rồi mình sẽ bỏ sang nhiệm vụ Telegram đi, mình sẽ join vào kênh Telegram này. Cũng điền username vào đây. Ấn nút Paris. Thôi mình sẽ sang nhiệm vụ Telegram tiếp luôn này. Join tiếp này. Ok, điền username. Rồi mình sẽ điền username này. Thì tới này có link dev bạn, link dev chia sẻ bè thân dev chúng ta nhé. Có thể là nó đang bị lỗi một tí nên mình khai báo một số nhiệm vụ nó không hoàn thành được.